Nhưng mà anh Nguyên Linh thì không có mẫu của em. Trời ơi, em phủ phàng với ông Mai quá vậy. Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Anh tự giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường, dạ, em chào anh Nguyên Linh, em chào mọi người ạ. Em tên là Phạm Thị Ngọc Hà, năm nay em 27 tuổi, hiện em đang là nhân viên văn phòng. À, quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Tiền Giang chị. Tiền Giang? Dạ. Rồi, để mình nghe bạn trai giới thiệu. À, xin chào anh Nguyên Linh, xin chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người, chào bạn gái bên kia. Mình tên là Minh Anh, năm nay mình 31 tuổi, làm cho một công ty của Nhật ở tại quận Nhất, quê của mình ở Đồng Tháp. Cụ thể công việc của bạn là gì bạn? Công việc của em thì nó gọi là tư vấn nhân sự. Mà nếu mà trong ngành đó thì họ hay gọi là headhunt, săn đầu người. À, dạ. Tức là đi tìm những người giỏi đem về công ty đúng không? Dạ đúng rồi anh. Chắc có lẽ bạn giao tiếp rất là nhiều người nước ngoài, rất nhiều đối tác đúng không? Dạ, dạ đúng. Vậy lý do tại sao chúng ta không tìm ra được một cái nửa yêu thương của mình ở những cái đối tác đó? Dạ. Thật sự là em giao tiếp cũng khá là nhiều, nhưng mà chủ yếu là trên cái là công việc thôi. Bên cạnh đó thì cái công việc của em giống như là 50% là sale, tụi em cũng phải chạy số, chạy target các thứ, dành hơi nhiều thời gian cho công việc hơn. Công việc hơn. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ đến thời điểm hiện tại chỉ có 3 thôi. Thôi thì chỉ có 3 thôi hả? Bạn gái bên kia đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai anh. Hai hả? Dạ. Mối tình sau này là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi chị. Tại sao 5-6 năm qua không có bạn trai? Có thể nói là một phần là do em khó mở lòng là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con trai nó bây giờ em không tin tưởng lắm. Tại sao lại khó mở lòng? Vậy là cái mối tình đó để lại cho bạn cái vết thương gì hay là... Dạ đúng rồi, tại vì nói chung là tình đầu thì để lại nhiều cái tổn thương nhiều hơn. Tại vì mình phải mở lòng ra, thiếu gì cơ hội chứ mình cứ khép kín con. Dạ đúng rồi, có thể là do em một phần. Đúng không? Dạ, nên em mới là tìm đến chương trình này. Đúng rồi, bây giờ bạn mong muốn một người bạn trai như thế nào? Chung là em không cần là đẹp trai lắm, nhưng mà thứ nhất là phải cao hơn em. Bạn cao mét mấy? Dạ em cao 1m60, gần 65. À, công việc ổn định, nói chung là nhìn có vẻ là nam tính mà kiểu đàn ông đó chị. Ủa chứ nhìn sao mà không ra đàn ông em? Da hay ngâm ngâm phải không? Em nói cái kiểu mà nhìn hơi lạnh lùng một tí và... Bạn có cái mẫu người lý tưởng như ai không để cho nó dễ hiểu à? Có thể na ná như là Quý Bình, như Quý Bình. Ngâm ngâm, anh Quyền Linh cũng ngâm ngâm vậy? Dạ, nhưng mà anh Quyền Linh thì không phải mẫu của em. Sao vậy? Trời ơi, em phủ phàng với ông Mai quá vậy? Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Người đó lề mề, xề xò, nhìn bề ngoài rồi nói năng thì ví dụ là cái kiểu mà lanh chanh đó chị. Có lề mề, xề xòa không bạn trai? Em thì cũng khá là ít nói, khá là kiệm lời. Và xề xòa thì em nghĩ là chắc là không. Anh cảm giác mình giống Quý Bình không? Da có đen không? Đen thì có chị. Ngược lại thì bạn trai thích một người bạn gái như thế nào? Thì em cũng không mong muốn gọi là bạn đấy phải là đẹp, xinh đẹp hay là thật sự cái đó, nhưng cái đó thì rất là khó giữ. Em chỉ cần bạn nữ đó, cái nhất là có thể là sống thật. Và cái thứ hai là thật sự em cũng không thích những bạn nữ mà xe xua hay là nhuộm tóc cầu kỳ hay là đòi hỏi hay sống nghiêng về vật chất. Nhưng mà anh nghĩ cái này nè, nếu mà nào ông nghĩ vậy cũng tội nghiệp phụ nữ. Xe xua rồi trang điểm rồi cái chuyện đó chăm sóc sắc đẹp thì người ta làm đẹp thôi mà. Dạ thì đúng mà. Làm đẹp. Anh ơi, nhuộm tóc cầu kỳ là sao anh? Tức là ví dụ là nhuộm vàng hay là... Mà tối tối được đúng không? Đúng rồi. Không thích gì nữa phụ nữ. Có thể nói thì là giống như là về phụ nữ mà không biết nấu ăn thì là một cái thiếu sót rất là lớn. Bạn biết nấu ăn không? Em nấu thì theo bạn em nhận xét thì là cũng là thật là ngon à. Nhưng mà không biết được nhiều món lắm thôi, chỉ là ăn trong gia đình thì ok. Sở thích của bạn là gì? Thường em rỗi thì em hay nghe nhạc, hoặc là tụ tập bạn bè, đọc tin tức, xem phim. Hát hò gì không? Dạ hát hò thì lâu lâu cũng đi hát với mọi người trong công ty, bạn bè cũng hay đi hát. Hát hay không? Dạ em hát dở lắm. Làm thử phút coi dở cỡ nào. Nghe hát dở nghe không quý vị? Nghe luôn. Buồn quá hát dở gì khi lại vui. Nhưng thôi em hát dài câu mà mọi người đừng có chê. Rồi. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào dân hương vương mái tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngây thơ. Dạ thôi được rồi chị. Dạ chào anh. Chào em. Dạ. Hát dở không mà. Không có dở, dở mà nghe không, dở mà nó thiếu. Nó lạc lỏng sao. Bây giờ bạn ghét con trai gì nhất nè? Keo kiệt hay là bụng xỉn hay sôi máu, người để ý từng ly từng tí này, cái nào em thích cái đó thì hỏi.
keo kiệt, bủng xỉn. Em cũng chia sẻ thẳng là em hơi tính toán tí xíu. Tại vì thật sự là như những cái tài năng, tài lẻ gì em không có, mà em có một cái em có rất là nhiều là nợ ngân hàng. Thì nên cho cái việc đó thì em phải cân bằng giữa cái tài chính, cái thu nhập của em để mà dành ra những cái khoản. Nhưng mà vay ngân hàng để làm gì? Dạ, mua nhà. Đúng rồi, cái này được. Dạ, tại vì tháng 6 này em sẽ nhận nhà nên. Nhưng mà khả năng thanh khoản nó tốt không? Dạ, rất là tốt. Đúng rồi, vậy là mình phải tính toán chuyện đó không sao chân. Chứ đừng có tính toán là phải chi người yêu nhiêu rồi này kia là không được ha. Không, lúc đầu nghe hơi sốc nhưng mà nghe cái mua nhà thì... Ồ, bên đây là dáng doanh nhân lắm nha, có khát vọng mãnh liệt nha. Mà nó nghe nè, bây giờ bạn có kế hoạch kết hôn chưa? Thật sự thì em cũng đã có một cái hỷ rồi. Em cũng rất mong muốn là cái hỷ từ thứ hai sẽ xảy ra trong năm nay. Là xong hỷ. Nhưng mà rồi cùng một lúc vậy mình có đủ tiềm lực để mình vừa lập gia đình rồi vừa nhà cửa vậy mình có lo nổi không? Em nghĩ là trong khả năng của em vậy mà cũng hả? Được hỗ trợ từ phía gia đình. À vậy là quá tốt. Anh nghĩ là thế này nè, không đáng lo đâu. Bởi vì cái mà lo lớn nhất là cái chỗ ở. An cư là lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp mà bạn đã lo được rồi. Mặc dù cái đó nó cũng có phải một cần thời gian nó mới trả hết. Nhưng mà như vậy là bạn đã tính toán được thì bạn mới mua. Đúng không? Còn cái chuyện cưới hỏi thì nếu mà chúng ta yêu thì chúng ta cưới. Không, nhưng bây giờ chị hỏi là nếu cưới nhau thì mình là ở hai vợ chồng thôi hay là mình ở chung với ba mẹ luôn? Có thể tùy vào bạn gái. Thực sự là bên gia đình em thì cũng khá là thoải mái về chuyện này. Giống như là ở quê thì có thể lên Sài Gòn rồi ở với một tuần, hai tuần rồi qua nhà chị. Cũng nhẹ nhàng ha. Rồi như là quyết định cưới được đúng không? Dạ đúng. Không, bên đây chín chắn đó. Không được, được. Ok, cái này được đó em. Hôm nay bạn trai đi với người thân nào? Dạ em đi một mình thôi. Một mình? Dạ. Bạn gái, mình có đi với ai không? Dạ em đi với sếp rồi mấy bạn em. Chào chị. Sếp thấy sao sếp? Hồi nãy giờ chị ngồi chị cũng quan sát em rất là kỹ. Tại vì thực sự ra trong công ty của mình thì mình luôn luôn chăm sóc các em như là gia đình. Và coi các em như là em của chị. Cho nên chị nãy giờ chị quan sát từ cái cách em nói chuyện cho cái cách em làm ở công ty như thế nào, như thế nào. Thì để chị so sánh thử coi em có phù hợp nhân viên của chị hay không. Theo như chị nhận thấy thì em rất là chững chạc. Nói chung là từng cách một và từng cách xây dựng cái tương lai mà chị rất là mừng. Tuy nhiên chị cũng rất là lo. Tại vì em quá chững chạc đi so với nhân viên của chị. Thì Hà ở đây làm với chị cũng đã rất là lâu trong công ty bất động sản. Đối với chị thì Hà là một cô gái cực kỳ tốt, rất tốt. Chị nghĩ là những cái điều kiện em đưa ra là Hà có hết. Và những cái điều kiện mà Hà đưa ra cho một cái bạn trai, chị nghĩ đối với Hà em là perfect, em là ok, em là rất tốt. Cảm ơn chị. Thì nói chung đối với chị, mà nhân viên của chị cũng vậy, tất cả bạn trai hay bạn gái tới, nếu chị tiên duyệt thì em đó sẽ bước tới. Thì ở đây chị nói ok chị duyệt. Có nghĩa là chị nói chị duyệt. Ok, cảm ơn sếp. Vâng, cảm ơn sếp ạ. Bây giờ mình cho hai bạn gặp nhau đi anh Linh ơi. Rồi, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút nhìn thẳng vào mắt nhau, tận đáy mắt nhau, sâu thẳm trong tâm hồn để xem có cùng đập chung một nhịp tim hay không. Nào. Dạ em chào anh. Chào bạn. Hồi nãy em có nghe nói là nếu mà quen bạn gái thì anh dự định là trong năm nay kết hôn. Hy vọng là có thể là cuối năm hoặc ra duyên. Em nếu mà quen bạn trai thì em dự định là chắc cũng khoảng là năm sau, 2 năm nữa. Okay. Thì cái khoảng thời gian đó ví dụ anh đợi được không? Thì cái đó cũng là cái thời gian thì nó cũng không phải là giống như là bắt buộc là cái đó. Yeah. Ví dụ trong thời gian quen nhau có thể okay, mình cảm thấy nó phù hợp hay hợp với nhau hay là cái tình yêu nó đủ lớn thì mình cũng có thể đi ngắn hạn hơn. Dạ. Anh có thích người con gái mà biết nói chung là biết nhậu không? Thì rất là thích. Thì ok biết nhậu. Nói chung em cũng ngại vấn đề đó. Tại vì thường đi làm thì giao tiếp nhiều thì cũng phải biết chút đỉnh. Em sợ nhiều khi nam thì lại không chấp nhận vấn đề đó. Không, đối với mình thì rất là bình thường. Cái chuyện đó rất là bình thường. Dạ. Vậy hai người dẫn nhau uống đôi ba chai. Chỗ này không phải cuối tuần gì về nhậu. Bây giờ mình nói thẳng nhận về nhau đi. Anh gặp em thấy sao? Bạn có thể nói rất là đẹp và cái ấn tượng rất là ấn tượng. Lúc nghe nói chuyện bên đây và cái suy nghĩ của em thì nó cũng na ná nhau nên gặp anh em cũng có chút là hơi động lòng. Hơi động lòng. Động lòng hay là tại sao rung động khác, động lòng khác nha. Tại vì bình thường bạn bè em hay nói với em như vậy là em không được đẹp lắm nhưng mà em đọc và lạ thì anh cứ từ từ tìm hiểu anh đi. Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể tìm hiểu. Dạ. Hết thời gian. Hết thời gian. Thôi,
sếp đã duyệt, vấn đề hai bạn có duyệt hay không. Trái tim mách bảo điều gì? Suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại xem nhịp đập của trái tim mình. Một, hai, ba. Nào, chúng ta hãy nắm tay để cảm nhận về nhau. Lần đầu tiên gặp mặt ở Bạn Muốn Hẹn Hò. Anh thấy tay em lạnh không? Tay anh cũng khá lạnh. Em hồi hộp thôi đấy. Cá tính hơi mạnh nhưng cũng hồi hộp đúng không? Như vậy là có rung động đấy. Gặp người đàn ông của mình là mình vẫn yếu ngay thôi. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn chị. Đây là những chiếc vé xem phim sẽ tạo cho các bạn những không gian lãng mạn nhiều hơn, để các bạn có thời gian tìm hiểu sâu hơn. Và mong một ngày không xa tôi được thiệp của các bạn để tôi gặp lại sếp của bạn. Chúc mừng các bạn nha. Rồi.